Sau chia tay, Hari Won vẫn rất tình cảm với Tiến Đạt. Nữ ca sĩ kêu gọi mọi người ủng hộ sản phẩm mới của người yêu cũ. Hari Won đăng tải đường link MV mới giáo dục công dân của Tiến Đạt lên trang cá nhân. Cô viết, vui lắm, 11 năm mới ra sản phẩm. Chúc mừng anh Tiến Đạt nha, tiến lên. Nữ ca sĩ cũng kêu gọi mọi người ủng hộ, xem và góp ý cho bạn trai cũ. Trước tấm lòng của Hari, Tiến Đạt gửi lời cảm ơn cô. Bình luận của Tiến Đạt thu hút tới gần 500 lượt like bày tỏ cảm xúc. Một khán giả bình luận vui, Trấn Thành không thích điều này. Hari và Tiến Đạt có tới 9 năm yêu nhau. Gần 1 năm trước, họ chia tay vì có một số bất đồng. Sau đó không lâu, Hari công khai mối quan hệ với MC Trấn Thành. Gần đây, nhiều khán giả khai quật một video mà Hari và Tiến Đạt tham gia game show do Trấn Thành dẫn chương trình. Trong đó, ca sĩ mang hai dòng máu Việt hàng khẳng định với Trấn Thành, Tiến Đạt là người đàn ông cuối cùng của đời cô. Trong cuộc họp báo mới đây, nhân dịp ra mắt MV mới, Tiến Đạt vẫn nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến tình cũ. Hôm đó, Hari không đến dự được, nhưng gửi tặng lẵng hoa với lời nhắn chúc anh thành công. Tiến Đạt tâm sự rằng, có những mối quan hệ sẽ đến lúc mỗi người phải bước đi trên con đường riêng của mình. Điều quan trọng sau sự chia ly là thái độ và cách cư xử của cả hai dành cho nhau như thế nào. Cố níu kéo mà mỗi ngày đi ra đi vô gặp nhau nhìn mặt như cái mền càng khổ hơn. Rapper còn thổ lộ, tình nghĩa 9 năm với Hari vẫn còn đó và Hari bây giờ như một người thân trong gia đình không thể thiếu. Cách đây không lâu, khi anh bị mất Facebook lúc đang ở nước ngoài, Hari là người lo lắng và tìm mọi cách giúp anh lấy lại trang cá nhân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!